Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em về cái chất âm của cái dòng mic BDM8 cộng này. Đấy, xin mời anh em vào đây. Mình đang đấu vào một cái bộ dàn này. Đấy, đây là một cái micro. Mình sẽ bật nguồn lên nha anh em nha. Đây, bật nguồn đây nè. Màn hình hiển thị vàng này. Đấy, rất là đẹp luôn anh em nha. Đấy, đây là hai công tắc để to nhỏ này. Đấy, to nhỏ, hai kênh. Và đây là hai nút để chỉnh tần số này. Nút set này, có cả mắt nhận hồng ngoại nha anh em nha. Cho mình sử dụng tính năng gió nhanh. Khi bị mất tần số hay là anh em muốn đảo tần số khác, ví dụ lắp hai phòng hát gần nhau thì mình đảo tần số khác nhau. Còn trong cái bộ dàn mình thử hôm nay là có một con đẩy Martin sò sắt S1.6, một vang vang cơ BD M8+ cùng BD với nhau. Ok, mình sẽ bật máy lên và thử cho anh em. Mình sẽ thử hát alo một đoạn và sau đây sang ghép nhạc và hát anh em nhé. À, loa audio center đây anh em nhé. Audio center. Một hai gió lạnh buồn buồn ơi, mai đây em xa rồi, nơi chỉ trai xây đời từng buồn đi em ơi. Những dòng lời buồn nhau. Ok, anh điện thoại là cái nối Bluetooth, em sẽ mở bài hát đấy. Đang đứng rất gần loa anh em nhá. Mắt rất là xa này, em để cách xa này luôn. Cách xa này luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên. Đường lại ê ấm trên môi, yêu nhau ta thầm hỏi, nụ cười trao duyên với ước vọng để mà khuya nay anh đi rồi, đêm chỉ trai xây đời, đêm mến thương cho người, đời chờ anh ơi. Ước vọng thì mà chi. Hát nó rất là nhẹ nhá, kể cả để cách xa này, chống môi rất tốt mà tiếng nó dày. Khi cái tiếng mic cho dày anh em cắt để xem tăng số ấy, thì nó cắt rất là dễ luôn anh em nhé. Tiếng mic rất là dày. Đấy, dòng mic này. Đấy, cho anh em xem này. Đó, đây là led trên phím trên mic này. Nó cũng là màu vàng luôn anh em nhé. Con này có tính năng từ ngắt là đặt xuống là nó hiện cái mặt trăng ở đây. Đấy, quay được màn này anh. Đấy, màn này thử tính năng từ ngắt này nhé. Đấy, anh nhá. Em để màn này. Nó sẽ hiện một cái mặt trăng ở đây, nó sẽ ngắt này. Đấy, thấy chưa? Cái mặt trăng có hình chữ ZZ đang ngủ đây, khò đây. Đấy, mất tiếng luôn. Đấy, nâng lên để bật. Được, 1, 2. Rất nhanh, rất tiện lợi. Ok, mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ đến Euro qua số điện thoại là 0934573743. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.